Bảy sai lầm trong hôn nhân của đàn ông có thể khiến gia đình phải ly tán, càng bản lĩnh, càng nhẹ nhàng vượt qua. Trong cuộc sống vợ chồng có những sai lầm nhỏ khiến hôn nhân đổ vỡ, tuy nhiên, nếu biết trước và tránh chúng thì mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp. Hôn nhân là sự kết hợp của hai người và sự hợp nhất của cả hai gia đình. Hiện nay, hôn nhân đã vượt qua ranh giới của văn hóa truyền thống. Xã hội càng hiện đại thì cảm xúc của con người càng phong phú, đối mặt với nhiều cám dỗ, người ta càng có xu hướng ly hôn nhiều hơn nếu hôn nhân là một món đồ gốm do hai người làm ra thì món đồ gốm đó dù hoàn hảo đến đâu cũng cần phải dành tâm huyết và tỉ mỉ chế tác trong từng giai đoạn mặc dù vẫn còn nhiều sai sót nhưng nếu tinh tế phát hiện và khéo léo sửa chữa thì nó sẽ trở nên hoàn hảo hơn trên thực tế các dấu hiệu ly hôn sẽ được phản ánh trong cuộc sống hôn nhân hàng ngày chúng ta có thể phân tích tâm lý của bên kia nhiều hơn và hãy cố gắng đừng để cuộc hôn nhân của bạn chấm dứt vì những sơ suất nhỏ tuy nhiên có một số sai lầm trong hôn nhân không được mắc phải đặc biệt là nam giới tuổi trung niên ngày một tiêu tiền hoang phí không có kế hoạch chi tiêu những khoản tiền lớn mà không hỏi ý kiến vợ hoặc tiêu tiền thiếu thận trọng là một sai lầm lớn mà đàn ông thường làm trong hôn nhân sự thật là phụ nữ đánh giá việc này chỉ đứng thứ hai sau sự không trung thủy thôi khi nam giới không cho vợ biết về tài chính của mình điều này sẽ khiến nửa người vợ cảm thấy ít được yêu thương và gắn kết với chồng người vợ cần chồng tin tưởng bằng cả trái tim và tài chính hai không chăm lo quan tâm gia đình hầu hết đàn ông để việc gia đình hay chăm con cho vợ và nghĩ rằng trách nhiệm của mình là đi làm mang tiền về cho gia đình là đủ rồi đây là một sai lầm nghiêm trọng vợ cũng phải vừa đi làm vừa chăm con rất vất vả nếu không đi làm mà chỉ ở nhà nội trợ người vợ cũng có vô vàn những việc không tên khác vì thế hãy chia sẻ với vợ trong việc chăm sóc gia đình nuôi dạy con cái bởi đây cũng là trách nhiệm phần việc của người chồng trong gia đình và người cha dành thời gian chăm sóc, chơi với con cũng đóng một vai trò tích cực trong sự phát triển của trẻ. 3. Áp đặt quyền lực. Là đàn ông không có nghĩa là phải lo hết thảy mọi việc. Thế nhưng, nhiều người đàn ông lại nghĩ như vậy. Nhiều người cho rằng đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất của đàn ông. Và thực tế cho thấy đàn ông hay cố có được điều họ muốn bằng cách lấn át, vượt quyền hơn. Và điều này sẽ khiến phụ nữ càng muốn tránh xa họ chính vị trí quyền lực này sẽ phá hoại mối quan hệ bởi một mối quan hệ cần có sự bình đẳng hỗ trợ quan tâm nhau chính mỗi bản thân sẽ tốt nhất khi hòa hợp với người khác trong các mối quan hệ hơn là chỉ nghĩ có bản thân mình bốn cái tôi quá cao luôn cho là mình đúng không xin lỗi nửa kia khi mình sai cũng là một trong những lỗi các ông chồng thường mắc phải trong hôn nhân nhiều người đàn ông cho rằng họ sẽ tự hạ thấp giá trị của bản thân khi xin lỗi vợ điều này hoàn toàn sai lầm chỉ vì bạn là đàn ông thì không có lý do gì để không xin lỗi vợ khi làm điều gì đó sai năm lắng nghe sai cách lắng nghe không có nghĩa là gật gù cũng như tìm cách giải quyết khi người vợ phiền lòng về chuyện nào đó mà theo các nhà tâm lý học đàn ông thường có xu hướng phân tích và đưa ra các giải pháp điều này bảo đảm sẽ khiến người vợ nổi đoá buồn bực thêm thường khi nói ra điều gì đó cô ấy muốn bạn chủ động đặt mình vào trong câu chuyện không cần trở thành người hùng cứu rỗi các khó khăn của cô ấy nhưng phải tỏ ra nhiệt tình và quan tâm đến cảm nhận của vợ. Do đó, hãy lắng nghe để tạo nên sự kết nối, chắc chắn phải là một quá trình chủ động. 6. Che giấu cảm xúc. Lắng nghe cảm xúc của vợ mình là điều cần thiết, và ngược lại, cảm xúc của bạn cũng cần được lắng nghe thấu hiểu. Tuy nhiên, nhiều người đàn ông lại muốn che giấu cảm xúc hoặc cho rằng biểu hiện cảm xúc ra ngoài là sự yếu đuối. Đó hẳn là điều sai lầm bởi vì việc bạn che giấu cảm xúc của mình có thể làm người vợ cảm thấy bản thân thiếu sự gắn kết mà mình muốn có với người chồng. Hoặc khi bạn trốn tránh sự chia sẻ, người bạn đời của bạn sẽ cảm thấy bạn như muốn rời xa. 7, luôn phàn nàn. Việc nói lên quan điểm và công kích hay phàn nàn là hoàn toàn khác nhau. Có lẽ do người chồng kỳ vọng quá cao vào những việc vợ không thể đáp ứng, sau đó họ lại chỉ trích và so sánh vợ với người khác. Đây là điều tuyệt đối không nên làm, đặc biệt việc so sánh với người khác. Thay vì mổ xẻ những tiểu tiết mà bạn không vừa ý, hãy dễ tính hơn một chút với vợ mình. Khi bạn tìm được những điểm mạnh của vợ, bạn sẽ bỏ được thói chỉ trích phàn nàn tai hại. Nó chỉ làm cho mọi việc tệ hơn cứ không hề giúp vợ bạn tốt hơn theo ý bạn được. Mặc dù không thể đổ hết trách nhiệm cho vai trò của người đàn ông, vì đôi khi sự đổ vỡ hôn nhân cũng một phần do phía phụ nữ. Tuy nhiên, việc có thể phòng ngừa những sai lầm này sẽ tạo nên những thay đổi tích cực không chỉ cho bạn mà còn cho người bạn đời. Thêm vào đó, việc có thể nhận ra và cố gắng chỉnh sửa những sai lầm này không chỉ giúp ích cho đời sống hôn nhân mà còn tốt cho sức khỏe của cả hai.